Thưa quý vị, có một ông cha già dân tộc, không biết quý vị có biết không? Đó là ông cha già dân tộc Mường, tên là Bùi Văn Thuận. Ông ấy có một bài viết để trả lời cái câu hỏi là đã làm gì giúp dân miền Trung chưa? Anh chị xin mời quý vị cùng theo dõi. Ông cha già, ông viết: từ tối qua đến giờ, các bạn Red Bull của đảng hút cha già kinh quá. Quý vị có còn nhớ Red Bull là cái gì không ạ? Red Bull có nghĩa là bò đỏ. Nào là vấn đề đạo đức, khi mà Tưng Manh đã chết rồi mà còn bới móc nghi ngờ ổng. Nào là những câu hỏi cái kiểu đã giúp gì cho nhân dân miền Trung chưa mà bị đặt cào phím. Dĩ nhiên, cái đặc sản chửi bậy hay chụp mũ kiểu ba que phản động đu càng thì các bạn bên đảng luôn dư thừa, không có cần phải bàn nữa. Thôi thì tôi làm cái tút để trả lời cho tất cả các bạn dư luận viên và Red Bull của đảng thế này. Tôi sẽ chỉ tập trung vào hai mảng thôi, đó là đạo đức và đã làm gì giúp dân miền Trung chưa? Còn các cái lời lẽ chửi bới kiểu vô học cặn bã của các bạn bỏ đảng thì không đáng để trả lời nhé. Đầu tiên là vấn đề đạo đức. Tình hình mưa lũ, dân chết, người và tài sản bị bõm trong nước. Người sống không chỗ ở, người chết không chỗ chôn đã diễn ra cả chục ngày nay rồi. Mà đảng thì vẫn cờ hoa rập trời, tưng bừng, tươi cười, tổ chức đại hội, chia ghế ở nhiều tỉnh thành. Đó là đạo đức đấy. Chưa hết, đoàn của tướng Man mất tích từ tối 12 tháng 10, nhưng mà tối ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội, đảng vẫn tổ chức múa hát ăn mừng trong không khí phấn khởi tột độ về thành công của đại hội. Dân đã bỏ sống chết mặc bay, đến tướng tá cũng bỏ luôn như thế nữa, thì đó là đạo đức đấy. Dân oan oán thán khắp nơi vì bị cướp đất, án oan thấu trời xanh nhiều vô kể. Cụ Kình bị đạn xé phanh thay trong vụ tấn công khủng bố vào Đồng Tâm, mấy chục người bị bắt và bị tù đầy vì chống lại cái lũ cướp đất. Đảng và đàn bò vẫn tươi cười vui mừng và hả hê, thì đó là đạo đức đấy. Còn bây giờ, vấn đề cái câu hỏi đã làm gì giúp dân miền Trung chưa? Tôi trả lời thế này. Người dân, doanh nghiệp đóng thuế để nuôi nhà nước. Nhà nước bắt buộc, tôi xin nhắc lại là bắt buộc nhé, phải lo cho dân. Chứ không phải có thiên tai, có lũ lụt là lại lừa đảo, ép buộc dân phải đóng góp tự cứu nhau. Nếu mà nhà nước không làm được, thì đó là do nhà nước vô dụng và ăn hại. Tiền xây hàng ngàn cái tượng đài, hàng vạn cái cổng chào trên khắp cả nước từ cái tiền ngân sách, giải thích thêm cho đàn bò là ngân sách cũng là từ mồ hôi háng của dân và doanh nghiệp đó. Thì cái số tiền đó nó cũng dư dùng cho cái công tác cứu trợ thiên tai lũ lụt rồi. Số tiền này đủ để cứu trợ bà con miền Trung bằng nhân sâm, bằng tổ yến, bằng bào ngư, chứ đừng có nói đến gạo hay muối hay mì tôm. Tiền cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí tô vẽ cho đại hội của đảng từ cấp xã cho đến cấp trung ương cũng từ mồ hôi háng của dân đấy, cũng đủ để cứu trợ miền Trung đợt này rồi. Tiền mua sắm cho đại hội đảng, tiền quà cáp cho đại biểu các loại, tiền ăn, tiền xe cộ, tiền nhân công và đủ thứ tiền khác đảng lấy từ ngân sách để phục vụ đại hội cũng là từ ngân sách. Ngân sách tức là đóng góp từ mồ hôi háng của dân đó. Số tiền này cũng dư dùng cho cứu trợ đồng bào miền Trung luôn. Hàng chục doanh nghiệp nhà nước mà trên thực tế là doanh nghiệp nhà nước, tức là doanh nghiệp của đảng, đã dùng tài nguyên ngân sách quốc gia, thua lỗ mất vốn hàng triệu tỷ đồng. Số tiền này cũng bóc lột từ mồ hôi háng của dân. Nếu dùng số tiền này vào công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai thì phải vài ngàn cái thiên tai như vậy mới dùng hết. Số tiền này dư để mua sắm cho mỗi huyện 2-3 cái trực thăng cứu hộ cùng với chi phí vận hành các cái máy bay đó. Đó, đó là đạo đức, đó là đã làm gì cho dân miền Trung đấy.